Cập nhật của nhóm phóng viên Công Tuấn Nam Anh đã có mặt tại Sở Chỉ huy Tiền Phương đóng tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền về mũi cứu hộ khu vực trạm kiểm lâm 67. Toàn bộ 13 thi thể đã được tìm thấy tại hiện trường sạt lở. Ngày 15 tháng 10, học sinh đã bắt đầu đi học trở lại sau đợt lũ lớn. Tuy nhiên, nhiều điểm trường tại các địa bàn thấp trũng, học sinh vẫn chưa thể đến trường. Thị xã Hương Trà khẩn cấp di dời các hộ dân khu vực sạt lở bờ sông Hương và sông Bồ. Kính chào và cảm ơn quý khán giả của Đài Phản thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Vừa rồi là những thông tin chính chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị trong chương trình sáng nay, thứ Sáu ngày 16 tháng 10. Và bây giờ hãy cùng bắt đầu một ngày mới. Thưa quý vị, theo thông tin từ nhóm phóng viên của Đài Phản thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế đang có mặt tại Sở Chỉ huy Tiền Phương, thì ngay từ sáng sớm ngày 15 tháng 10, lực lượng cứu hộ của Bộ Quốc phòng đã trở lại hiện trường khu vực trạm kiểm lâm 67 để tìm kiếm trong điều kiện thời tiết mưa nhẹ. Đến chiều cùng ngày, nhiều thi thể đoàn cứu nạn đã được tìm thấy và đưa về. Tính đến nay, thông tin mà phóng viên nhận được, toàn bộ 13 thi thể đã được tìm thấy tại hiện trường sạt lở tại trạm kiểm lâm 67. Ghi nhận trong cuối giờ chiều ngày 15 tháng 10, thêm 3 máy múc cỡ lớn cùng xe chở các thiết bị chiếu sáng đã được đưa vào hiện trường. Thời điểm này đã xuất hiện mưa nhỏ tại xã Phong Xuân, cách không xa hiện trường vụ sạt lở. Công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn vẫn đang được gấp rút triển khai. Theo bà Trần Thị Hoài Trâm, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, thi thể các nạn nhân sẽ được đưa về Bệnh viện Quân y 268. Dự kiến sẽ tổ chức lễ truy điệu tập thể cho các nạn nhân tại nhà tang lễ Bệnh viện 268. Trong ngày 15 tháng 10, hơn 700 cán bộ chiến sĩ của lực lượng vũ trang quân khu 4 và các đơn vị tăng cường của Bộ Quốc phòng vẫn đang nỗ lực chạy đua với thời gian, tranh thủ từng phút từng giờ, tổ chức các biện pháp tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân còn mất liên lạc tại trạm kiểm lâm 67. Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã huy động chọn nghiệp vụ tham gia tìm kiếm các nạn nhân. Phía bên ngoài, rất đông xe cứu nạn, cấp cứu, bọc thép vẫn đứng chờ sẵn, chờ nhận lệnh từ chỉ huy. Những ngày qua, các mũi cứu hộ của nhiều lực lượng khác nhau đang tìm mọi cách để nhanh chóng tiếp cận các hiện trường sạt lở. Mũi tìm kiếm của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thiên Đình và Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đảm trách, sau nhiều giờ hành quân băng rừng vượt thác, đã có mặt tại hiện trường thủy điện Rào Trăng 4. Sau đây là những ghi nhận của nhóm phóng viên đi theo đoàn. Sau nhiều giờ di chuyển, đoàn cứu hộ của Công an tỉnh đã tiếp cận hiện trường thủy điện Rào Trăng 3. Trong lảng trại tạm bờ, anh Nguyễn Xuân Thành, công nhân nhà máy thủy điện Rào Trăng 3, ngồi thất thần nhưng vẫn cố viết dòng thư vội để gửi về nhắn gửi, thăm hỏi mọi người cơ quan và cũng muốn làm ấm lòng người anh em đồng nghiệp đang nằm lại đâu đó ở Rào Trăng. Thì anh em thì còn quá cái cơn sợ hãi, chứ cũng ổn định tinh thần lại rồi. Nhưng mà giờ chỉ có một cái lo lắng nhất là để làm thế nào đó để đoàn cứu hộ vào kịp thời mà có máy móc thiết bị để mà đào bới này mà tìm. Hiện nay, mặc dù tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, sạt lở đất, lũ lụt cộng với địa hình xa, cô lập hiểm trở, nhưng lực lượng công an Thừa Thiên Huế đang tập trung tăng cường hơn nữa nhân lực, vật lực, phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp cận, triển khai các phương án tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn các nạn nhân bị mất tích và còn mắc kẹt tại thủy điện Rào Trăng và thủy điện Alin B2. Nạn nhân đã mất tích và vẫn chưa tìm thấy được do cái khối lượng đất đá rất là nhiều. Chúng tôi đang phải sử dụng một số cái thiết bị bay không người lái để quay khảo sát cái địa hình thực tế để có đến mà xin thêm chi viện. Những ngày qua cái lượng mưa là cũng rất là nhiều nên khó khăn, chỉ có 2 ngày hôm nay thì trời bắt đầu tạnh. Công an quân đội là cái lực lượng chủ lực để tham gia vào cái vấn đề này. Và ngoài ra thì các cái hệ thống giao thông, các cái phương tiện cơ giới cũng đã được huy động, thì cũng hy vọng là chúng ta có thể tháo gỡ được những cái khó khăn để mà tiếp cận. Trong những ngày qua, với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Công an Thừa Thiên Huế đã huy động hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ, phương tiện tham gia cứu hộ cứu nạn và đã đưa 24 công nhân, chuyên gia cùng một thi thể công nhân tại thủy điện Rào Trăng 3 về Bệnh viện Đa khoa Bình Điền. Đồng thời hỗ trợ nhiều nhu yếu phẩm cần thiết, 100 áo phao các loại cho công nhân nhà máy thủy điện Rào Trăng 4. Trong ngày 15 tháng 10, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục huy động lực lượng, dùng cano mở rộng khu vực tìm kiếm, nhất là các hồ, suối xung quanh thủy điện Rào Trăng 3. Đồng thời tiếp tục triển khai nhiều phương án khác để phối hợp thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn.
ngày 15 tháng 10, học sinh đã bắt đầu đi học trở lại sau đợt lũ lớn. Tuy nhiên, tại các địa bàn thấp trũng, nhà trường cùng chính quyền địa phương đang huy động lực lượng để tiến hành vệ sinh, dọn dẹp phòng học để sớm đón học sinh quay trở lại trường. Theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường chỉ cho học sinh quay trở lại trường khi thực sự đảm bảo an toàn, ghi nhận của phóng viên Huế Ngày Mới. Tại trường tiểu học số 1 Thuận An, gần 97% học sinh của 19 lớp đã quay trở lại trường học và tiến hành học 2 buổi một ngày. Số học sinh vắng học chủ yếu ở các vùng thấp trũng, nước vẫn còn ngập sâu. Như vậy, trừ cả trường học ở vùng rộng lũ, tất cả các trường còn lại của huyện Phú Vang đã quay trở lại học tập bình thường vào sáng ngày 15 tháng 10. Khi mà được lệnh trở lại trường thì gần như phụ huynh đã đưa con em mình tới trường một cách rất là đầy đủ, gần như 100% học sinh trở lại trường. Trong cái điều kiện trên đường có một số nơi vẫn còn thấp thì nhà trường cũng là yêu cầu phụ huynh là không chở con em đến, và khi chở con em tới thì phụ huynh khi đón học sinh về, ra về thì phụ huynh phải trực tiếp đón con em mình về đến nơi an toàn một cách tuyệt đối. Tính đến thời điểm hôm nay thì thực hiện các cái công văn chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện cũng như là phòng giáo dục đào tạo thì nhà trường đã tổ chức cho học sinh đi học trở lại, và qua nắm chỉ số các lớp thì 100% học sinh đã đi học trở lại trong ngày hôm nay. Ngành giáo dục và đào tạo tỉnh cũng đã chỉ đạo các trường chỉ cho học sinh quay trở lại trường khi thực sự đảm bảo an toàn. Một số điểm trường nằm ở vùng trũng, vùng bị chia cắt do lũ, phòng giáo dục huyện Phú Vang tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến khi nước rút. Trong đợt lũ vừa qua, cả phòng học và phòng chức năng của trường tiểu học Phú Tân, huyện Phú Vang ngập sâu từ 0,8 đến 1,2 mét. Hiện tại, cán bộ nhân viên và giáo viên của nhà trường đang tập trung nhân lực dọn dẹp sân trường, lau chùi bàn ghế, tiến hành khử khuẩn và vệ sinh sạch sẽ không gian bên trong và bên ngoài lớp học để đón học sinh quay trở lại trường trong ngày 16 tháng 10. Theo chỉ đạo của phòng giáo dục, thì sau khi học sinh đi học trở lại, thì nhà trường sẽ kết hợp với giáo viên chủ nhiệm tuyên truyền với nhiều hình thức để cho các em tránh cái tình trạng đuối nước trong cái quá trình đi học, bởi vì hiện nay là trên địa bàn thị trấn thì còn một số khu vực là vẫn học sinh nhà học sinh là vẫn còn nước. Các em là đã nghỉ học là 3 ngày thì nhà trường sẽ có kế hoạch phụ đạo cho các em bằng nhiều hình thức, cho học ngày thứ bảy hoặc là và bù vào các cái tiết học mà nhà trường đã chuyên môn đã lên kế hoạch rất cụ thể. Trong thời gian ngày hôm qua và ngày hôm nay là lao động vệ sinh toàn bộ tập thể hội đồng sư phạm nhà trường, chuẩn bị toàn bộ tất cả các cái phòng học đảm bảo cùng với trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học, nó đảm bảo nói chung không có cái vấn đề gián đoạn nào. Chỉ tỉnh riêng tại huyện Phú Vang, nhiều trường học bị ngập trong lũ với độ sâu từ 0,5 đến 1,5 mét. Sau nhiều ngày nghỉ học, các trường đang cố gắng khắc phục hậu quả nhanh nhất để học sinh sớm trở lại trường. Trong thời gian tới, các cơ sở giáo dục sẽ chủ động có phương án kế hoạch tổ chức dạy bù cho học sinh trong thời gian nghỉ do mưa lũ nhằm sớm theo kịp kế hoạch năm học đã đề ra. Do ảnh hưởng của lục bão cho nên là cái vấn đề mà dạy học của nhà trường thì cũng có ảnh hưởng. Thì để khắc phục vấn đề này thì thực hiện cái công văn chỉ đạo của phòng giáo dục đào tạo. Bên cạnh đó thì nhà trường cũng là chủ động là có cái kế hoạch để mà dạy bù kịp thời sau khi học sinh đi học trở lại. Phòng sẽ căn cứ cái kế hoạch thực hiện kế hoạch dạy học sau lũ thì nhà trường sẽ có những cái kế hoạch cụ thể để đảm bảo chương trình cho các em khi các em quay trở lại, và trong cái thời gian này cùng sớm tổng vệ sinh để khắc phục đảm bảo những cái điều kiện an toàn tốt nhất cho học sinh học trở lại. Dự báo trong vài ngày tới, mưa lớn sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, tình trạng ngập lụt ở các vùng trũng thấp có thể tiếp diễn. Bên cạnh việc khắc phục hậu quả, ngành giáo dục tỉnh vẫn đang tiếp tục bám sát tình hình để đảm bảo an toàn cho học sinh khi quay lại trường. Tại thị xã Hương Trà, nhiều hộ gia đình sống dọc các bờ sông Hương, sông Bồ đang phải đối mặt với tình trạng nguy hiểm do sạt lở. Chính quyền các địa phương cùng các lực lượng tại chỗ đang khẩn cấp di dời giúp các hộ gia đình sơ tán đến nơi an toàn. Để có mặt tại khu vực xóm cầu Cửa Khâu, tổ dân phố Giáp Tư, phường Hương Văn, nơi đang bị sạt lở nghiêm trọng, chúng tôi phải đi đò sang vì đường dẫn vào các hộ dân bị ảnh hưởng vẫn còn ngập trong bùn non sau lũ. Tại khu vực này đã bị nước lũ khoét sâu từ 20 đến 40 mét, đe dọa tính mạng và tài sản của 5 hộ dân sống tại khu vực này. Khi đến nơi, các cán bộ chiến sĩ, ban chỉ huy quân sự thị xã cùng chính quyền phường Hương Văn khẩn trương giúp các hộ gia đình tháo dỡ mái nhà, cánh cửa và những tài sản còn lại của gia đình để rời đi trước khi sạt lở nuốt trọn căn nhà.
Lúc mô chư mà cả cha, cả con, cả vợ, cả chồng mà bong bọc được chân đấy chứ con nợ năng mà chứ bởi làng mà ra bởi mừng mà cầm nắm mà trường sắp đỡ chứ giờ chính quyền ba con giúp đỡ cho về chứ không có giao cửa ở nơi. Chứ con cái lớn mà con cái cũng đau khổ ngoài rồi. Chứ hiện tại chưa nắng con chỉ hệ trái băng thì trắng thôi. Chứ giờ chính quyền giúp đỡ cho gia đình cho con quá khổ lắm. Trong đợt lũ này, tại Hương Trà, thống kê bước đầu, mưa lũ đã làm một nhà bị sập do sụt lún bờ sông Hương ở phường Hương Hồ và 16 nhà bị sạt lở sụt lún ở Hương Hồ, Hương Thọ. Riêng tại phường Hương Văn, lũ lớn đã làm ngập lụt gần 1.500 hộ, trong đó khoảng 300 hộ ảnh hưởng nặng. Hiện phường đang tiếp tục thống kê thiệt hại. Đợt lũ lần này thì nó vượt mốc đỉnh lũ năm 1999 là đợt trận lũ mà lớn nhất của địa phương ở khu vực này. Thì ngay sau khi được lũ chúng tôi đã cho tiến hành khảo sát ngay khu vực có nguy cơ sạt lở thì phát hiện khu vực đây là xóm cầu cửa khâu nó sạt lở với chiều sâu là khoảng gần 50 mét và số hộ bị ảnh hưởng là từ 4 đến 5 hộ và chúng tôi đã thực hiện cho di dời con người về nơi an toàn, còn lại thì các tài sản vật chất khác thì chúng tôi đang cho tiếp tục di dời và đặc biệt là hộ đầu tiên bị ảnh hưởng là ông Lê Đình Hà ở đấy thì chúng tôi đã di dời từ ngày hôm qua, hôm nay thì tiếp tục lấy dỡ các vật chất của ngôi nhà, cái gì con có thể đưa đi được thì chúng tôi cho đưa đi và các hộ phía sau ông Lê Đình Hà thì chúng tôi tiếp tục cho khảo sát để cho di dời các ngày tiếp theo trong thời gian tới và đặc biệt là tới đây còn có một trận áp thấp nhiệt đới chuẩn bị vào, chúng tôi sẽ đảm bảo cho cái an toàn cho người dân đồng thời là cũng đảm bảo cái tài sản của người dân để đảm bảo trong thời gian sắp tới. Ngay sau khi biết được thông tin, đoàn công tác Bộ Công an đã đến thăm hỏi động viên và tặng quà hỗ trợ cho các gia đình trong vùng sạt lở của phường Hương Văn. Cùng với đó, các ban ngành cấp tỉnh, thị xã và các nhà hảo tâm cũng đã đến để chia sẻ động viên và tặng quà hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại nặng do mưa lũ tại khu vực này. Đợt lũ dài ngày đã và đang gây ra thiệt hại lớn đến hạ tầng lưới điện trên địa bàn. Ngay sau khi lũ rút xuống mức thấp, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế huy động toàn lực lượng, nỗ lực khắc phục sự cố, nhanh chóng cấp điện trở lại để phục vụ sinh hoạt và sản xuất của người dân. Theo báo cáo của Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế, đợt lũ lụt vừa qua có 235 trường hợp sa thải lưới điện do nước lụt dâng cao. Sau lũ, công ty đã chủ động triển khai và tổ chức huy động toàn lực lượng phương tiện, nhanh chóng tiếp cận hiện trường các điểm sự cố và triển khai các giải pháp xử lý nhằm khôi phục cấp điện sau bão, ưu tiên cấp điện cho các phụ tải quan trọng trong thành phố và các thị xã, huyện. Tính đến 17 giờ ngày 15 tháng 10, số trạm biến áp đã khôi phục cấp điện hơn 2.800 trạm, số trạm biến áp mất điện 50 trạm, chiếm tỷ lệ 2%. Công ty đã cấp điện trở lại cho khoảng 92% khách hàng. Hiện số khách hàng còn mất điện là 10.000 khách hàng, chiếm tỷ lệ 3%. Ngành điện đang tiếp tục củng cố lưới điện. Các đơn vị sẽ tiến hành kiểm tra lưới điện để khôi phục ngay khi đảm bảo an toàn cho con người và thiết bị. Ưu tiên thực hiện khôi phục cho các phụ tải quan trọng như trạm bơm, trạm cấp nước sạch, trạm BTS. Tiếp theo, đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 6 đến ngày 13 tháng 10 khiến mực nước nhiều nơi vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1999. Đài khí tượng Thủy văn tỉnh cảnh báo sẽ có đợt mưa lớn diện rộng từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 10. Nguyên nhân của đợt mưa lớn này là do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên biển Đông kết hợp với không khí lạnh có cường độ mạnh. Tổng lượng mưa dự báo tính từ ngày 16 tháng 10 đến hết ngày 19 tháng 10 phổ biến từ 300 đến 600 mm, có nơi trên 600 mm, nguy cơ sạt lở đất vùng núi, ven sông biển. Mưa lũ sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp từ 21 đến 24 tháng 10. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã có công điện yêu cầu các địa phương lên phương án chủ động ứng phó với mưa lũ. Theo đó, trước 13 giờ ngày 16 tháng 10, hoàn thành việc di dời dân cư ra khỏi khu vực có nguy cơ mất an toàn sạt lở. Các sở ban ngành cũng chủ động thực hiện phương án nhằm đảm bảo an toàn về người và tài sản trong thiên tai. Với đợt mưa tiếp theo này, trong điều kiện mực nước các hồ đập thủy lợi thủy điện trên địa bàn đều ở mức cao, khiến nguy cơ lũ chồng lũ là rất lớn. Chính vì vậy, yêu cầu công tác cứu trợ cũng đang được đặt ra cấp bách. Chiều qua, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà thay mặt lãnh đạo tỉnh tiếp nhận số tiền hỗ trợ 1,3 tỷ đồng từ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Cùng với số tiền 1 tỷ đồng từ nguồn đóng góp của cán bộ công chức, Công đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cũng trích số tiền 300 triệu đồng từ Quỹ An sinh xã hội để trao tặng cho tỉnh Thừa Thiên Huế trong dịp này. Ông Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, giá dầu giảm cùng nhiều sản phẩm khác của đơn vị khó khăn trong tiêu thụ, nên nguồn thu của tập đoàn trong năm nay giảm mạnh. Tuy nhiên, cán bộ công nhân viên đơn vị vẫn sẵn lòng san sẻ một phần khó khăn với người dân các tỉnh thành miền Trung trong trận lũ lớn vừa qua, trong đó có người dân Thừa Thiên Huế.
bày tỏ cảm động trước sự quan tâm, động viên thăm hỏi cũng như sự hỗ trợ bằng vật chất. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà mong muốn thông qua đoàn chuyển lời cảm ơn của lãnh đạo và nhân dân Thừa Thiên Huế đến toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Đáp lại sự quan tâm hỗ trợ của đơn vị, lãnh đạo tỉnh cũng khẳng định sẽ chỉ đạo các đơn vị địa phương chuyển số tiền hỗ trợ đến đúng đối tượng một cách nhanh nhất, kịp thời nhất. Sáng ngày 15 tháng 10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận số tiền hỗ trợ 1 tỷ đồng từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Mỗi ngân hàng trao tặng số tiền 500 triệu đồng. Đại diện các ngân hàng cho biết, số tiền hỗ trợ tuy không lớn nhưng là tấm lòng của cán bộ công chức cả ngân hàng cùng chung tay giúp các gia đình bị ảnh hưởng trong đợt lũ vừa rồi sớm vượt qua những khó khăn trước mắt để ổn định cuộc sống. Khẳng định sự sẻ chia này vừa là tình cảm của đồng bào, vừa là tinh thần san sẻ khó khăn của doanh nghiệp đối với khách hàng. Cùng với hỗ trợ trực tiếp qua kênh Mặt trận, các đơn vị cũng đang chỉ đạo chi nhánh ngân hàng ở các địa phương trên địa bàn tỉnh ra soát thiệt hại của những hộ gia đình doanh nghiệp có vay vốn để có hướng khoanh nợ, giãn nợ. Đoàn công tác Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam đã trao tiền ủng hộ cho 6 tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra với tổng số tiền 1,2 tỷ đồng, trong đó tỉnh Thừa Thiên Huế gồm 200 triệu đồng để giúp người dân bị thiệt hại trên địa bàn tỉnh sớm vượt qua những khó khăn trước mắt, sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, tiếp tục tái đầu tư, khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Riêng 9 gia đình có người chết do lũ lụt gây ra và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Ngân hàng Chính sách Xã hội hỗ trợ 3 triệu đồng một hộ. Đến thăm hộ gia đình chị Hoàng Thị Phường, sinh năm 1985, tại xã Phong An, huyện Phong Điền, là nạn nhân bị lật ghe và tử vong trên đường đến bệnh viện để sinh con vào ngày 12 tháng 10. Dịp này, đoàn công tác Ngân hàng Chính sách Xã hội đã hỗ trợ 4 triệu đồng giúp gia đình sớm khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Thưa quý vị, công tác cứu hộ tại khu vực thủy điện Rào Trăng, trạm kiểm lâm 67 xã Phong Xuân, huyện Phong Điền trong những ngày qua đã trở thành tâm điểm của cả nước. Trong một thời gian ngắn, qua nhiều mũi tiếp cận, công tác cứu hộ đã có những kết quả bước đầu. Bên cạnh sự nỗ lực của hàng trăm cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang nơi tuyến đầu, thì cả tầng lớp nhân dân cũng đã chung tay góp sức mở đường, nấu ăn phục vụ. Những hành động thiết thực đã thể hiện tình quân dân, nghĩa đồng bào, khăng khít, đặc biệt là trong những thời điểm khó khăn hoạn nạn. Cứ đều đặn 9 giờ sáng, sau khi thu xếp xong công việc nhà, hơn 50 chị em phụ nữ xã Phong Xuân và cả vùng lân cận lại tập trung tại nhà bếp trường tiểu học Phong Xuân để phục vụ công tác hậu cần. Những thực phẩm, rau củ đều được người dân ở đây chung tay đóng góp. Đối với những người dân ở đây, làm những suất ăn này là góp một phần sức lực chung tay cùng đoàn cứu hộ. Nghe thông tin bên bộ đội vào cứu giúp cho cái nạn lũ lụt sau cơn bão số 6 ảnh hưởng. Cho nên thầy cô ở trường Phong Xuân này cũng có gặp nhiều cái khó khăn do là bão lụt gây ra. Nhưng mà với cái tinh thần của thầy cô ở trường tiểu học Phong Xuân, các anh bộ đội đến đây là giúp cho dân, cho nên là với cái tình cảm với cũng là cái công sức ít để góp phần để cho các đồng viên anh em trong bộ đội tinh thần để làm sao để sớm khắc phục được những cái hoàn nạn. Mà nói cho xin thấy các anh em chiến sĩ ở trên đập trên Rào Trắng á, vì thấy thương thương xót quá đi, cho nên là duy cô mất bao nhiêu con cũng kỳ cũng bỏ ra để mà giúp cho đăng cứu hộ đối xử thể hoặc là người mà bị nạn á ra khỏi cái vùng đó là cái nấm gì mới yên tâm. Với tinh thần tương thân tương ái, chung tay góp sức cùng đoàn cứu nạn, hơn 200 suất ăn đã được người dân tự tay chế biến cho cả chiến sĩ, người nhà có người thân bị mất tích và các lực lượng chức năng tham gia cứu hộ. Mặc dù số lượng suất ăn khá lớn, nhưng hiểu được ý nghĩa của công việc mình đang làm, không ai bảo ai, mỗi người một việc. 11 giờ trưa, cả suất cơm nóng hổi với cả món ăn đảm bảo đủ chất được chuyển đến cho cả cán bộ chiến sĩ. Những hành động nhỏ của chị em phụ nữ ở đây đã giảm bớt phần nào những khó khăn mà các chiến sĩ ở đây đang đối mặt. Qua sự giúp đỡ của bà con nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là các dì, các cô bên hội phụ nữ của hai xã của huyện Phong Điền và các xã lân cận, thì đã giúp cho chúng tôi là hoàn thành được cái nhiệm vụ trên mà cấp trên giao phó. Trước hết thì tôi rất cảm ơn bà con và lãnh đạo địa phương tạo điều kiện cho chúng tôi, quân đội nói chung, đội phục vụ của chúng tôi nói riêng hoàn thành cái nhiệm vụ. Thì tất cả chị em là trong nhà có gì thì đều là đóng góp
tham gia ủng hộ để mà nấu những cái suất cơm. Và nhờ cái tinh thần của chị em phụ nữ như thế, cho nên trong những ngày qua thì bằng cái tấm lòng của mình thì các chị đã ủng hộ các cái cơ sở vật chất, các cái dụng cụ và cái thức ăn để mà phục vụ đầy đủ các cái suất ăn, hầu như thì chúng chưa thiếu, và cũng đảm bảo cho các cái chiến sĩ làm nhiệm vụ. Tại thủy điện Rào Trăng Ba, nhiều đoàn cán bộ, chiến sĩ, cơ quan chức năng đang oằn mình trong việc tìm kiếm thi thể và giải cứu nạn nhân mất tích. Những hành động nhỏ nhưng là tình cảm, sự ủng hộ đáng quý của người dân ở đây dành cho các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ. Những hình ảnh vừa rồi đã kết thúc chương trình Huế ngày mới sáng nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.